Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mẹ Gấu. Rối loạn tiêu hóa rất là hay xảy ra với trẻ sơ sinh và đặc biệt là trẻ đang trong giai đoạn ăn dặm. Khi mà trẻ bị rối loạn tiêu hóa thì trẻ sẽ có một trong những triệu chứng sau đây hoặc là có tất cả các triệu chứng sau nha các bạn. Đó chính là ói, ói thốc, ói tháo chứ không phải là trớ ra một tí đâu. Cứ ăn cái gì vô là ói ra cái đấy. Hoặc là ăn cái gì vô trong vòng tầm khoảng 30 phút đổ lại là bắt đầu ói ra và ói cho hết luôn. Bụng thì trương phình ra và cứng. Hoặc là đi phân sống, phân lỏng, có mùi chua, có bọt, thậm chí là sẽ có nhớt ở đây phân nữa nha các bạn. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới cái việc là trẻ bị rối loạn tiêu hóa, ví dụ như là ngộ độc thức ăn, vệ sinh đồ dùng không sạch sẽ, sau khi uống kháng sinh, hoặc là cái chế độ ăn không hợp lý, ví dụ như là ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc là ăn quá nhiều đạm động vật vân vân, cũng dẫn tới việc là trẻ sẽ bị đầy hơi, khó tiêu và rối loạn tiêu hóa nhé. Cái thời gian vừa qua Mẹ Gấu nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn nhưng mà chưa có thời gian để giải đáp và trả lời cho các bạn. Đó chính là cái câu hỏi là làm sao để hạn chế tối đa cái việc con bị tái rối loạn tiêu hóa. Dăm ba bữa lại đi cầu một lần, dăm ba bữa lại đi cầu một lần thì làm sao để hạn chế cái việc đấy. Thì các bạn hãy nhớ coi hết video của Mẹ Gấu. Nếu mà có cái nào các bạn không biết đó, thì các bạn nốt ra ha. Các bạn lưu ý cho Mẹ Gấu đó là sau khi mà con vừa hết rối loạn tiêu hóa thì hạn chế cho ăn những cái đồ tanh nhá. Những bạn nào mà ăn rồi á, còn những bạn nào đang bú sữa thì không cần quan tâm cái nốt này đâu. Cố gắng là sau khi con khỏi bị rối loạn tiêu hóa, trong 3-4 ngày tiếp theo không cho con ăn đồ tanh. Đồ tanh ở đây có nghĩa là cá, lươn, cua, ghẹ vân vân. Chỉ cho con ăn thịt. Đó chính là thịt gà, thịt heo và thịt bò. Đồng thời ba mẹ cũng nên giảm bớt cái lượng thịt cho bé ở trong những ngày này nhé, để cho cái hệ tiêu hóa của bé nó ổn định lại. Sau đó mình sẽ cho bé ăn lại đúng với cái lượng mà cái tuổi của bé đang cần nhé. Cái lượng thịt hay là lượng đạm động vật cho bé ở từng tháng tuổi như thế nào thì Mẹ Gấu đã chia sẻ ở video số cứ ăn, lượng cháo, lượng đạm và lượng rau cho bé rồi nhé. Các bạn nên xem lại cái video đấy và nốt lại đi ha. Mẹ Gấu sẽ để cái link video đó ở phía dưới phần thông tin và phần comment cho những bạn nào cần tham khảo nhé. Đồng thời ở những ngày này khi mà nấu ăn cho con á, các bạn nên hạn chế tối đa không có cho dầu mỡ vô nhé. Lúc này cái bụng của bé nó đang rất là khó tiêu đấy. Dầu mỡ rất là khó tiêu nên giảm bớt lượng dầu mỡ đi và thậm chí là không cho thì lại càng tốt ha. Ngoài ra lưu ý cho Mẹ Gấu đó là trong vòng từ 2 cho tới 4 tuần tiếp theo sau khi mà bé khỏi rối loạn tiêu hóa rồi á, thì mẹ nên hạn chế tối đa không cho con ăn kẹo hay bánh lặt vặt nhé. Lưu ý thứ hai sau khi mà bé khỏi rối loạn tiêu hóa đó là các bạn tăng dần cái lượng sữa lên và tăng cường cho bé uống nước đi nhá. Bởi vì là sau một thời gian bé ói và bé đi cầu là bé mất nước rất là nhiều. Mà thường trong cái giai đoạn mà con đang bị rối loạn tiêu hóa cho ăn uống rất là khó. Cho nên sau khi mà con vừa khỏi bệnh dậy là lập tức tăng cái lượng nước, lượng sữa lên cho bé ha. Tăng từ từ để cho bé lấy lại sức và bù lại cái lượng nước mà cơ thể đã mất trong cái thời gian bị bệnh vừa rồi. Lưu ý thứ ba của Mẹ Gấu đó là đối với những bạn nào mà thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa, hay ói và hay đi cầu phân sống, phân chua vân vân á, thì mẹ nên lưu ý một điểm đó là sữa của bé. Đối với những bạn nào mà đang bú mẹ thì Mẹ Gấu không nói tới ha. Mẹ Gấu chỉ nói đến những bạn nào mà đang uống sữa công thức thì mẹ chỉ nên cố định một loại sữa công thức cho con thôi. Trừ phi bất di bất dịch thì mình mới thay đổi cái sữa công thức của con thôi. Và đối với những bé như thế này thì mẹ nên chọn những cái loại sữa công thức nào nó thiên và nó chuyên về tiêu hóa thôi. Đừng có ham những cái sữa tăng cân hay đừng có ham cái sữa trí não này nọ. Bởi vì lúc này cái cần quan tâm ở đây là cái hệ tiêu hóa của con. Còn những cái khác mình có thể bù vô sau được ha. Thực ra Mẹ Gấu thấy là có rất là nhiều mẹ sau một thời gian mấy tháng con cứ bị rối loạn tiêu hóa đi, rối loạn tiêu hóa hoài, thì cân nặng của con sẽ sụt và nhìn con sẽ rất là còi, sẽ rất là yếu. Dẫn tới việc là các mẹ sẽ muốn tìm một cái sữa nào đó về cân nặng cho con và cho con uống cái sữa đó. Tuy nhiên Mẹ Gấu khuyên là không nên nhá. Cho dù con có gầy một tí nhưng cái đang cần ở đây là hồi phục lại cái hệ tiêu hóa của con. Nên ở cái giai đoạn này ít nhất là nửa năm không đổi sữa cho con nhé. Cố gắng. Bởi vì những cái loại sữa mà tăng cân hoặc là những cái loại sữa nhiều dinh dưỡng nó sẽ làm cho hệ tiêu hóa của con bị quá tải. Trong khi cái hệ tiêu hóa của con đang rất rất
yếu luôn. Lúc này hệ tiêu hóa của con giống như một cái ly nước đầy á. Nếu mà bắt nó làm việc quá nhiều, giống như là nhỏ thêm vài giọt nước nữa vô cái ly nước đầy thì sẽ bị tràn cái ly nước ra. Lâu dần nó sẽ làm cho cái hệ tiêu hóa của con cực kỳ nhạy cảm, đụng phát là ói, đụng phát là đi cầu luôn. Cho nên giờ chỉ có quan tâm là ổn định lại hệ tiêu hóa của con thôi, chứ đừng có nghĩ tới cái cân nặng nhé. Trong cái thời gian mà con bị rối loạn tiêu hóa thì theo mẹ gấu, các mẹ nên cố gắng cho con uống các loại sữa dành riêng cho bé bị rối loạn tiêu hóa, và thậm chí sau khi mà con khỏi bệnh rồi á, 1-2 tháng vẫn nên cho con uống cái loại sữa đấy để cho cái hệ tiêu hóa của con ổn định. Nếu trong cái trường hợp là con trước giờ chưa có một cái sữa nào nó phù hợp, nó hợp với hệ tiêu hóa của con cả. Một số các hãng sữa và một số các loại sữa dành riêng cho bé bị rối loạn tiêu hóa mà mẹ gấu biết đó chính là sữa bột Friendly LF, hoặc là các bạn có thể tìm mua sữa Frisolac Gold Soy. Nếu mà không tìm được hai cái sữa này thì các bạn có thể tìm cái sữa Nan AL110. Cái sữa này mẹ gấu thấy rất là nhiều. Hoặc là sữa Similac Gain Plus Total Comfort. Đó là những cái sữa mà nó dành riêng cho bé bị rối loạn tiêu hóa mà mẹ gấu biết. Thực ra thì trên thị trường còn rất nhiều các loại sữa dành riêng cho bé bị rối loạn tiêu hóa và những bé hay bị rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên là mẹ gấu không thể nào nắm hết được tất cả các loại sữa. Mẹ gấu chỉ biết bốn cái loại sữa này thôi, bởi vì là bốn loại sữa này là bốn loại sữa thông dụng dành riêng cho bé bị rối loạn tiêu hóa mà bán nhiều ở trên thị trường Việt Nam. Cho nên là những bạn nào mà con hay bị rối loạn tiêu hóa, thường xuyên cứ dăm ba bữa, oi lần dăm ba bữa, đi cầu một lần á, thì nên trường kỳ kháng chiến với những cái loại sữa này nha. Và cố gắng là nếu mà đã chọn được một cái loại sữa hợp với con thì chỉ nên một và một loại thôi ha. Đừng có đổi đi đổi lại nhiều nhé. Lưu ý thứ tư của mẹ gấu dành cho các mẹ có con hay bị rối loạn tiêu hóa đó chính là sau khi bé khỏi bị rối loạn tiêu hóa rồi thì mẹ nên tiệt trùng hết tất cả những đồ dùng của con, từ chén, muỗng, núm vú, thậm chí là cả chăn mền của bé luôn, tất tần tật tiệt trùng hết cho mẹ gấu. Và nếu được thì các bạn nên khử trùng luôn cả cái căn nhà của mình. Bởi vì các bạn biết sao không? Bé ị xong rồi rớt ra nhà, hoặc là dính vô chăn gì đấy, hoặc là bé ói, thì những cái con vi khuẩn làm rối loạn tiêu hóa nó sẽ bám dính lên những cái đồ dùng đấy. Nếu mà mình không tiệt trùng, mình không khử khuẩn thì khi mà bé sử dụng lại những cái đồ đấy, rất dễ những cái con vi khuẩn đấy nó chui ngược lại vô người của bé và làm cho bé bị rối loạn tiêu hóa thêm một lần nữa. Sau khi mà con bị rối loạn tiêu hóa xong á thì mẹ nên bổ sung men vi sinh cho con hàng ngày. Mẹ gấu nghĩ là khoảng 1 cho tới 2 tháng để cho cái hệ tiêu hóa của con ổn định. Bởi vì lúc này cái đường ruột của con đã bị bào mòn quá rồi, nên bây giờ cần phải trát lại cái đường ruột để cho đường ruột nó cứng cáp hơn, ổn định hơn ha. Men vi sinh ở trên thị trường mẹ gấu thấy có rất là nhiều loại. Tuy nhiên mẹ gấu thấy có hai loại phổ biến và nó tốt. Đó chính là một là bioasemin. Các bạn nên mua bioasemin đối với những bạn nào mà thích cái mùi sữa. Còn nếu con nhà các bạn không thích cái mùi sữa thì các bạn nên chọn cái men vi sinh của Hàn Quốc, đó là Lacto. Cái men vi sinh này mẹ gấu giới thiệu rất là nhiều rồi. Nếu không mua được Lacto thì các bạn có thể mua men vi sinh của Y Đông cũng được nhá. Tuy nhiên ở thị trường Hàn Quốc á, thì cái men Lacto này nó đang được các mẹ đánh giá tốt hơn là cái men Y Đông. Cái men này là dành cho những bé nào mà thích mùi kẹo hoặc là mùi trái cây. Đối với những bé nhỏ không uống trực tiếp được á, thì các bạn nên pha với 5 hoặc là 10 ml nước cho nó loãng ra để bé dễ uống, chứ đừng có đổ hẳn vô miệng của bé nha. Nhiều bé không có quen, đổ hẳn vô á nó khó chịu, nó ói ra đấy. Còn đối với những bạn lớn như là bé lớn nhà mẹ gấu á, là mẹ gấu đổ thẳng miệng vô luôn, khỏi pha phía gì cả, nó uống xong bắt đầu cho nó ly nước nó súc miệng là xong. Mà cái men Lacto thì bạn của mẹ gấu bán, bởi vì ông chồng ông người Hàn Quốc hay nhờ gửi đồ bên Hàn Quốc về và gửi luôn cả cái men Lacto này về để cho bạn ấy bán. Còn không thì các bạn có thể tìm mua ở một số các shop khác cũng được ha. Nhưng mà cố gắng là phải check cái shop đó là đúng là hàng chính hãng ha. Ngoài ra đối với những bé mà bị nặng á, thì sau khi mà con khỏi bệnh xong, mẹ nên bổ sung một số loại vitamin tổng hợp cho con nhé. Nếu trong trường hợp con bạn nó không quá còi, nó không quá yếu á, thì mẹ gấu nghĩ rằng các bạn chỉ cần bổ sung kẽm là được rồi ha. Bởi vì trong cái giai đoạn mà con bị tiêu chảy với lại bị ói nhiều á, là nó sẽ bị mất kẽm rất là nhiều, dẫn tới cái việc là con sẽ bị nhạt miệng, ăn khó ăn, biếng ăn. Chỉ cần khoảng 1 tới 2 liệu trình là được, không cần nhiều đâu ha.
Còn nếu bạn nào mà quá còi, quá yếu á, thì mẹ nên bổ sung thêm cả vitamin tổng hợp cho bé. Thì cái vitamin tổng hợp của bé mẹ gấu thấy là có cái Enfamil là ok. Nó có sắt nè, có D, có A, có vitamin C, B1, B2, B6, tất tần tật ở trong đó luôn. Cái vitamin này bổ sung kèm với kẽm được nhá, để cho con mau lấy lại sức. Khi mà con lấy lại sức được rồi, con ăn uống tốt rồi á, thì dừng, đừng có cho uống nữa, tập trung cho con ăn thôi ha. Cái vitamin Enfamil á là của Mỹ. Các bạn kiếm cái shop nào nhập hàng Mỹ á, thì hẳn mua, coi chừng mua phải hàng giả ha. Hoặc là có thể liên lạc với bạn Oanh, bạn của mẹ gấu bán cái men lacto này nè. Bạn ấy cũng nhập cái men Enfamil của Mỹ về, bạn ấy bán á. Quan tâm á, thì có thể hỏi bạn ấy nhé. Đối với những bạn nào mà hay bị rối loạn tiêu hóa mà các bạn cảm nhận là mình vệ sinh đồ rất là sạch sẽ, mình rất là kỹ cho con, thì hãy xem lại cái nguồn cung cấp thực phẩm nhé. Coi coi cái rau và cái thịt mình mua có đúng chỗ đảm bảo an toàn hay không. Bạn cu rét hồi xưa đi học á, là học ở cái trường đấy mua thịt ở ngoài chợ, mẹ gấu không biết là mua thịt ôi hay thịt gì về cho học sinh ăn á, là bị nguyên một đám luôn, và con mẹ gấu phải nhập viện đi cầu ra máu đấy. Một lưu ý cuối cùng mẹ gấu dành cho các mẹ có con hay bị rối loạn tiêu hóa, và cái này cũng dành cho những mẹ nào đang chuẩn bị hoặc là đang cho con ăn dặm nhá. Đó chính là đồ ăn sau khi nấu xong, nếu mà mình không cho con ăn liền á, thì mình nên chia ra thành từng cữ rồi cất ở trong tủ lạnh cho mẹ gấu. Nếu mà bạn dự định cho con ăn khoảng trong ngày hoặc là sang ngày hôm sau á, thì cất ở ngăn mát tủ lạnh. Còn nếu mà muốn để dài 1 tuần á, thì cất ở ngăn đông tủ lạnh nhá. Và nhớ trước khi cất á, là phải đậy kín lại nha, đừng có để hở ha. Trước khi ăn thì mình sẽ lấy ra và đun nóng lại, đun cho sôi lại rồi để nguội, sau đó cho con ăn nhé. Đừng có để ở ngoài rồi đi đun lại nhiều lần để cho con ăn. Mẹ gấu thấy cái này nhiều mẹ mắc phải lắm. Sáng sớm nấu nguyên một cái nồi cháo, sao mà cứ khi nào con ăn là bắt đầu đun rồi cho con ăn, rồi cứ để ở ngoài không có thèm cất gì hết. Đồ ăn mà để ở ngoài khoảng 2 tiếng là nó sẽ bị biến đổi, rất là dễ làm cho bé bị đau bụng đó. Chưa kể là cái đồ ăn mà hâm đi hâm lại nhiều lần, nó sẽ làm cho cái thức ăn ở trong đó nó bị biến đổi chất, dễ gây ngộ độc cho bé nữa. Cho nên các mẹ hãy lưu ý vấn đề này nhá. Hy vọng vừa rồi đã giúp ích được cho các mẹ trong cái vấn đề việc là con hay bị rối loạn tiêu hóa nhá. Nếu các bạn còn câu hỏi gì thì cứ comment ở phía dưới hoặc là nhắn tin qua fanpage của mẹ gấu sẽ tổng hợp lại và giải đáp cho các mẹ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.